chị bấm. Thế anh bật rồi. Bấm quay đó. Nó báo stop thì cái là bấm lại cái nút đấy. Nó bảo. Hôm nào ông đi đá từ sáng đến đêm mà đá không được quả nào thì thôi. Mày có vợ đang ghi bàn đấy. Trận này trận quan trọng nhá, để mang cúp với các thứ ra cho đội nó hàng tí. Hồi đá này. Bên đội sao vàng này trọng tài viên một bạn đồng yêu hết rồi. Minh kia trọng tài viên. Đá đi. Lại con đây anh Hải nhá, con đây em bị kéo. Các ông đá không mà đá cứ lo cãi thôi. Mệt lắm. Quay rồi đúng không? Phải bắn từ cái người trước nữa cơ. Không cãi. Bao rồi. À thì bây giờ cãi đi. Chụp cho mười kiểu ảnh ghi bàn rồi. Cái bóng rồi. Đào được anh. Sao? Đi vào.
đang đăng tập nhá. Ok ok. Ôi con số 4 đã mua à? Rồi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thế nhở, quả đá trượt chân kìa. Vào thẳng chân rồi. Anh này thử bắt biên đi nhở. Quả vào ống lông rồi. Quả vào ống lông rồi. Thank you.
xưng là gì? Đây, 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 đây